Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Ukraine để nhìn nhận đúng hơn về kế hoạch hòa bình mà ông Trump nhiều lần đề cập. Ông Donald Trump, tôi mời ông đến Ukraine, đến Kiev, nếu ông có thể chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ. Tôi nghĩ chỉ cần đến là đủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Channel 4 News của Anh vào ngày 19 tháng 1. Ngoài ra, ông Zelensky gọi kế hoạch của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine vô cùng nguy hiểm. Ông ấy sẽ tự đưa ra quyết định, không những không cần Nga, mà không cần cả hai bên, không cần chúng tôi. Bởi vì điều đó có nghĩa là nếu không ai lắng nghe ý kiến của ông ấy, nếu kế hoạch của ông ấy không có lợi cho chúng tôi, cho người dân của chúng tôi, thì ông ấy vẫn sẽ bằng mọi cách thực hiện ý tưởng đó. Điều này khiến tôi lo lắng, ông giải thích. Ông Trump, ứng cử viên Tổng thống sáng giá của Đảng Cộng hòa Mỹ, nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Gần đây nhất, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, ông khẳng định sẽ nhanh chóng dập tắt xung đột ở Ukraine nếu trở lại Nhà Trắng. Cách thức giải quyết xung đột mà ông Trump tiết lộ là nói chuyện với cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Zelensky, buộc họ ngồi vào bàn đàm phán. Nếu Moscow từ chối, Mỹ sẽ cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Ngược lại, nếu Kiev từ chối, Washington sẽ cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Theo giới quan sát, ý định của ông Trump là buộc các bên ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt cuộc chiến tiêu hao kéo dài, khiến Washington hao tổn viện trợ. Trong trường hợp đó, Ukraine có thể phải chấp nhận để Nga kiểm soát Crimea và các vùng lãnh thổ mà Moscow đã giành được kể từ khi mở chiến dịch quân sự. Tháng 11 năm ngoái, ông Zelensky từng mời ông Trump đến Ukraine để nói rõ hơn về kế hoạch hòa bình mà cựu chủ nhân Nhà Trắng đề cập và cũng để tận mắt chứng kiến tình hình ở Ukraine, từ đó nhận ra kế hoạch đó là không khả thi. Tuy nhiên, ông Trump đã từ chối lời mời vì lý do xung đột lợi ích với chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Giới chức Kiev nhiều lần tuyên bố rõ không bao giờ chấp nhận đổi lãnh thổ lấy hòa bình, cũng như không chấp nhận đóng băng xung đột. Ukraine giải thích đóng băng xung đột chỉ giúp Nga có thời gian tập hợp lực lượng cho một chiến dịch tấn công thậm chí mạnh hơn sau đó và mục tiêu của Moscow có thể vượt ra ngoài Ukraine. Ông Zelensky tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine giành chiến thắng trước Nga trên chiến trường. Họ đã giúp chúng tôi rất nhiều và tôi tin họ sẽ giúp chúng tôi nhiều hơn nữa. Tổng thống Biden hôm 17 tháng 1 đã gặp gỡ các lãnh đạo Quốc hội Mỹ để thảo luận về việc cần phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine. Tổng thống Biden cuối năm ngoái đã đề xuất gói ngân sách 106 tỷ đô la Mỹ, trong đó dành hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nhưng đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua do bất đồng về một số vấn đề. And I'm hopeful it's going to be the bipartisan package the Senate is going to pass, God willing.